Chào cô chú anh chị, rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị với một video clip mới của em ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay em đang đứng tại thành phố Bạc Liêu. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn, cô chú anh chị và các bạn đi chùa nha. Đây là trước cổng chùa Giác Hoa nè nha các bạn. Chùa này rất là đẹp và nổi tiếng nha. Hôm nay là 14 rồi nha các bạn. Rồi ngày mới chúc các bạn thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Đây là tuyến quốc lộ 1 à, cái hướng này nè các bạn, đi giờ đi qua cái cầu này nè, vô khoảng 500m gặp cái cầu này nha các bạn. Nè mà đi xuống cầu mình đi vô cổng chùa nè các bạn ơi. Chùa rất là đẹp nha mọi người. Hôm nay 14 gặp rồi, rất là đông khách luôn. Chùa này có đãi ăn chay luôn nha các bạn. Bước vào đầu tiên là các bạn là mình gặp ông Phật Di Lặc trước cổng này nha. Phật rất là đẹp nha các bạn. Xung quanh chùa cũng bán nước uống nè nha, chùa cũng có đãi nước uống rồi nha mọi người. Này, có mấy cô mấy giờ đang chụp ở phía bên hông là mình gặp một tượng Phật Mẹ Quan Ngâm nè các bạn. Còn tượng Phật này cũng lớn nha mọi người. Quanh chùa cũng ra không gian rất là rộng lớn, xe 16 chỗ vô được luôn nha các bạn. Các bạn ơi, chùa này nè đó, trước cổng chùa này nha các bạn. Chùa này có tên là chùa Cô Hai Ngó nha mọi người. Rồi mình tiến hành mình vô nhà ăn trước đi nha các bạn. Trang trí cũng rất là đẹp luôn các bạn, chúc mừng năm mới vẫn còn luôn, vẫn còn Tết nha mọi người. Trước khi bước vào chùa có một tượng Phật cũng rất là đẹp luôn. Ở đây bên này là bán các vật phẩm cúng kiến nha các bạn, các tượng Phật, tượng Vị La Hán, chú tiểu thằng nha, dây chuỗi thằng nha các bạn. Đây. Xung bên đây, ở đây là bên phòng này là các bàn để ăn nha các bạn. Đến đây ăn nha mọi người, rất là đông luôn. Những cái chùa lớn lúc nào cũng có gần là 14-15 đều có đãi ăn hết nha mọi người. Đây bà con các khách phương xin xa đến để dùng nè các bạn. Và các bạn thấy không? Trình hết đủ muỗng tại đây. Chỗ này là chỗ để lấy muỗng đũa ăn cơm nha, ăn bún đầy đủ nha các bạn. Nè, xung quanh có cái quầy nè các bạn. Đây. Canh chua, rau luộc, canh ngọt đều có nha các bạn, cải xào nè nha.
củ cải đỏ, rau củ xà thập cẩm nè các bạn. Mấy xung quanh chùa không rất là lớn nha mọi người, có cơm luôn nha, cơm rồi các bạn ơi. Đức Phật Dược Sư, lát mình sẽ quay Đức Phật Dược Sư cho các bạn xem nha. Nè mọi người, xung quanh cảnh bà con Phật tử làm công đức nè các bạn. Khu lặt rau rồi nè. Ra sau luôn. Phía bên đây là khu chế biến nha. Mình ăn cái gì mình vô mình lấy cái đó nha. Tử ở đây là làm sẵn vậy nên mình ăn cái gì mình lấy cái đó. Dạ, muốn ăn bún không? Đừng bỏ bỏ đi. Sao không biết bà con ở đây không cho quay nha các bạn. Có các Phật tử đây không có cho mình quay. Thôi để mình quay các chùa. Đây là các bạn, Đức Phật Dược Sư này các bạn, rất là lớn nha mọi người. Rồi Đức Phật Dược Sư nữa nha các bạn. Tượng Phật rất là đẹp luôn đó nha mọi người. Chùa Giác Hoa này không có cho mình quay trong khuôn viên bếp nha các bạn. Mình mấy Phật tử mới la mình rồi không cho mình quay, nên mình quay các tượng Phật cho các cô chú anh chị và các bạn xem thôi nha. Tại chùa này nha, phía sau lưng chùa là có một các tượng Phật lớn nha, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây là mọi người, mình đi lại tới các tượng Phật này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Được trang trí rất là ok luôn nha các bạn. Đây một tượng này rất là đẹp luôn nè mọi người. Trong chánh điện cũng không cho mình quay luôn nha các bạn. Này là khuôn viên bên ngoài sân chùa nha, phía sau nha, phía sau sân chùa đó, nên mình chỉ được quay mấy cái bức tượng này cho các bạn xem thôi nha, thông cảm cho mình nha các bạn. Đây rất là đẹp nha mọi người. Phía đây cũng có một tượng rất là đẹp luôn. Chùa Giác Hoa này là tượng nào cũng đẹp hết nha mọi người. Ở phía trước Đức Phật Dược Sư nè các bạn, có trồng một số bắp cải nè nha các bạn, đẹp lắm nha. Quá trời đẹp luôn. Phía bên này cũng có một tượng luôn nè mà mọi người. Tượng nào tượng nấy rất là đẹp nha các bạn, rất là sáng hơn tượng này mình mới làm đó. Mấy năm trước mình cũng có đi một lần, hôm nay xuống vẫn còn thấy mới nha các bạn. Chùa này tọa lạc tại Bạc Liêu nha, cũng gần mẹ Nam Hải lắm nha mọi người. Tượng đẹp nè các bạn ơi, hình con voi nha, Đức Phật đang đứng với con voi nha các bạn. Tượng nào tượng nấy rất là đẹp luôn. Rất là sáng nha mọi người. Bên này cũng đây, tiếp theo là một tượng nữa. Các bạn ơi đẹp nè. Đó, mọi người thấy đẹp được. Đẹp lắm luôn nha, sáng lắm nha các bạn. Bên này cũng có một số cái cổng hình trái tim để bà con chụp hình nè các bạn. Đây,
phía đây là phía dưới tò lục giác ha. Cái tò này được xây hình giác định nhìn rất là đẹp ha các bạn, trong chánh điện rất là đẹp luôn, nhưng mà không có cho mình vô đó quay, mình thật là tiếc đó các bạn ơi. Đây là tượng Đức Phật Dược Sư nha các bạn, rất là lớn nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Quá trời đẹp luôn, bên khuôn viên nè các bạn. Khuôn viên rất là rộng lớn luôn nha mọi người. Bên đó là phòng phát hàng văn hóa vật phẩm nha mọi người. Đức Phật bên đây cũng rất là đẹp luôn, được trang trí trên đó nè các bạn. Đó, mọi người thấy không? Rất đẹp nha mọi người. Ơi. Trong chánh điện này nè các bạn, ở đây đường chánh điện rất là đẹp nè. Cũng có một số du khách nước ngoài vào nữa nha mọi người. Mấy cô đang chụp hình lấy tượng Đức Phật Dược Sư nha mọi người. Hai người thấp đứng trong, hai người cao đứng ngoài. Đó vậy mới đẹp đó. Lấy hết ông Phật luôn nha. Ok. Lấy chân dài nha. Dạ đá chân xéo nha. Đá chân xéo nhẹ nhẹ thôi, đá nhẹ thôi. Bốn người luôn. Đá nhẹ thôi. Đá nhẹ thôi, có là cô chơi cò chẹp rồi. Rồi. Không, nhìn mấy ảnh, nhìn mấy ảnh. Rồi, nhìn tự nhiên cô đi. Đứng hơi sát vô cô này trước. Nhích lại gần nè. Đúng rồi, đừng để đứng xa quá. Đá đi đứng. Rồi, quá đẹp rồi nha. Ngủ cười mình đó nha. 1 2 3. Rồi. Tắm ở đây, con này đỏ nón lên cho đều. Con này đỏ nón lên cho đều. Không, cho chị bao. Chưa. Khoan. Cô nhìn mấy ảnh con nè. Nón là nón hết. Rồi, mấy ảnh nè. 1 2 3. Trời quá đẹp. Rồi. Phía bên này một tượng đẹp lắm nè bạn ơi, các bạn ơi. Tượng nào cũng đẹp hết á. Ở đây nè mọi người. Quá trời đẹp thôi. Ngồi dưới tòa sen nha mọi người. Bên đây cũng có một tượng nữa nè. Coi 2 4 6 8 tượng nha các bạn. 2 4 6 8 tượng rồi, 8 tượng này đứng trước Đức Phật Dược Sư nha mọi người. Tượng này cũng tượng mới không mà các bạn ơi, đẹp lắm luôn. Đây. Quá trời đẹp nha các bạn. Một bàn tay có cái bậc thang đi lên để mình check in đó nha các bạn. Cũng rất là đẹp luôn, phong cảnh này cũng rất là đẹp nha. Được trang trí núi giả nha các bạn. Quá đẹp rồi. Đây một tượng nữa. Bức tượng này đẹp lắm mọi người ơi. Đây là mọi người, tượng này đẹp lắm nè. Wow. Đứng vô giữa này đẹp hơn. Vô giữa nè, em gái này vô giữa luôn, đứng giữa luôn. Ngay giữa hai người đứng giữa Phật. Lấy sao hết Phật luôn rồi. Không hết ngồi xuống. Đó, ngay giữa mới đẹp. Vô đây đi, vô đây cho mát đi. Ôi đẹp lắm. Ai cũng chụp hình Phật hết nha các bạn, đẹp lắm. Khuôn viên chùa này lớn lắm nha mọi người. Đó. Bên đây cũng có một bức tượng luôn. 8 bức tượng với một bức tượng Đức Phật Dược Sư, nó là 9 tượng nha các bạn. Khuôn viên rất là lớn, tượng cũng rất là lớn luôn.
Đây để mình quay toàn thể tượng ngày tượng cuối cùng mình nè các bạn ơi. Đó, đẹp lắm ngâm mà các bạn. Quá trời đẹp rồi. Tượng nào tượng nói rất là sáng luôn. Đây là mọi người, để mình quay tổng thể cho các bạn xem nè. Đó, những bức tượng bên hông nè. Bên hông tượng Đức Phật Trường Sư nè các bạn. Rất đẹp luôn, tổng thể rất là nhiều tượng lớn luôn. Rồi mình chỉ được quay phía bức tượng ở ngoài thôi nha các bạn, vô chính điện quay xe Bila và quay cái chỗ mà nấu ăn để đãi khách đó cũng Bila luôn, nên mình chỉ quay tượng bên ngoài thôi và mình cúng Phật Dương Sư rồi mình đi ra nha các bạn. Rồi để quay tổng thể Phật Dương Sư lần nữa cho các bạn xem mà nha. Giờ này mặt trời lên ngay đỉnh đầu của Đức Phật rất là đẹp nha các bạn.